Rồi xin chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh Chuyên Hàng Bãi. Lại này em Chuyên đây, cơ khí trên tôi Chuyên Hàng Bãi đây. Thì lời đầu tiên xin chào tất cả quý vị các bạn và các bác hội cơ khí trên toàn quốc đã quay trở lại kênh Chuyên Hàng Bãi. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác một số sản phẩm có đây. Thì anh em cùng xem nghĩ loại nào sản phẩm nào thì mua để chọn cho mình những cái sản phẩm để có gì em sẽ ship. Hình thức mua bán thì chuyển khoản ship code nhé. Thì các bác quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại mua đặt hàng, nhắn tin qua điện qua Zalo giúp em 0989 821011. Thì bắt đầu công việc thì anh em cho xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để có video mới. Thì anh em sẽ đăng ký này lợi là anh em sẽ nhận được cái video mới khi mà em đăng cái pin donate nhé, thì anh em sẽ nhận là không bỏ lỡ cái video. Rồi không dài dòng nữa, để bây giờ em sẽ vào một số sản phẩm ngày hôm nay nhé. Một số sản phẩm hôm nay gồm có linh tinh beng cả, gọi như là đá mài này, bọ kẹp này, cái bầu khoan này, bộ gen nõ này, cái ụ mài dao của máy mài đa năng này. Đấy. Rồi thì chip cắt, chip gen, chip CBN và gen này, chip kiện tình bóng mới này. Cắn 1135 Kio này, Mitsu này. Đó thì chip và các loại cán và cái đầu cái thước thủy nhá để cân bằng này kia, cán dao, số khía nhám và rũa bên đầu đài phay. Đấy. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu từng sản phẩm và giá tiền anh em. Đầu tiên là chúng ta là có một cái viên đá hiệu mặt trời của Nhật Bản nhé, Nhật Bản. Viên này thì 250, có cả cái ụ gá đá rồi nhé. Để anh em cứ thế là gá nên là chạy còn như mới này. Đó. Viên đá này thì nó thuộc viên đá mỏng 4 ly thôi nhé. Đó, 4 ly phủ lớp kim cương ceramic CBN này đấy. Tổng số SDC 200P75 BA 3.0, con này 3 ly. Giá đầu tiên cho bộ này là 1 triệu nhá. Rồi tiếp theo là ba cây đòn kẹp có giá là 600.000 cây này, 600.000 cây này và 650.000. em mua ba cây này nè, mỗi cây 500k của anh em đi nữa nhé. Đó. Rồi tiếp theo là cái cây tu, cái cây cho đầu mang danh, cái đầu to nhé. Em thấy nó bự cho cái đầu mà 19 ly nhé, cái bầu khoan 19 ly. Anh em nào cần thì liên hệ nhé, giá 400k, em mua 300k rồi, mới keng xà beng. Đấy. Rồi tiếp theo là cái bộ combo ren này, cán XK XS ren mã số 6, mã số 5. Rồi sang mã số 6, đây là mã 1 2 3 4 nhá, mã 5, mã 6. Mã số 6 là cá cán như mới tinh luôn, cán mới của XK, vừa cán vừa chip. Là bước 1 chấm hàng thép inox và gang nhá. 11 IR A 60 độ. Bước 1.5 1.5 nhá. XK Seren này giá mới của nó, hộp này không dưới 1 triệu mấy nhá. Đó, đây là 10 con em giáp vào đây và cả cái cán ăn 1.1k. 1 triệu mốt nhá. Rồi sang mã số 7 thì
gồm có 5 con chip gen 22 nhé, mới keng xà beng giờ 0.22 đó. Chip này thì bao inox thép cứng gen 22 chạy bước 6 nhé, hàng mới keng mã số 7. Anh em nào quan tâm thì giá cho em là 600k nhé. Rồi, 600k cho anh em. Tiếp theo là hai cái hộp chip. Hai hộp chip này. XK 5 ly 6 ly nhá. Mã số 8, sang mã số 8 giúp em là 4 ly và 5 ly nhá, chip cắt mặt đầu. Hàng Nhật. À, hàng XK Israel mới keng xà beng Nhật bãi về nhá. Đó. 2 3 4 cây này ố màu kiểu như là cầm tay hay là nó dính cái dầu đấy, còn như mới nhá, mới tinh luôn. Nó không được vàng như con này nhưng mà mới keng hết nhá. Đó, một hộp chu này có giá của XK là không dưới 3 4 triệu một hộp nhá. Nhưng mà hàng Nhật bãi thì em bán với cái giá là 800k trên một hộp. Hai hộp này có giá là 1 triệu 6. Đó. Có những cái món em báo giá và có những cái em không báo giá thì anh em cũng thông cảm, nhưng mà lô này là em sẽ báo giá hết nhá. Nó con này là nó chích bật đầu nên là nó cong. Nó 4 ly và 5 ly nhá. Đó, XK này thì chạy thì thôi rồi. Cái tiện cái đường cung ấy, thì nó phải cong một bên thấp lên cao thì nó mới chạy, nó mới ok được. Anh em lắp chip cắt vô là chạy không ok lắm nhá. Rồi, tiếp theo là con CBN. CBN C06 giá là 400k, đính kim cương hai đầu nhá. Con này chạy sau Nhật cabi bạc đạn các thứ, nắp tôi qua Nhật rồi, ok cho anh em. Đây, mở ra cho anh em coi xịn xò như thế nào. Đó. Đây nhá, đó, nó đính kim cương đó, đánh số 1 số 2 qua hai đầu nhá. Rồi, tiếp theo là mã số 10, mã số 9 400k. CBN hộp C06 nhá. Mã số 10, con này là tinh bóng, quẹt boring các thứ, móc lỗ cắn tiện 16 20 25 cắn 12 đều được. T11 nhá, Sumitomo Japan. Siêu tinh bóng. Giờ 0.04 TPGT 110304 giờ SD nhá. H1181 T1500Z nhé. Đó. 650k cho anh em đi bộ đây. Anh em cần cán thì cán Nhật, cán zin, cán tàu đều có nhé. 650k hộp mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Cái cán này của Mitsubishi. Mitsubishi hay Kyo Nhật bãi gì giờ đâu. Mờ lên rồi em không để ý lắm rõ, nhưng mà đại loại là con này là của Sumitomo thì đúng rồi. Đấy, chip 1135 kiểu 1135 Sumitomo nhá. Đấy, cán tình trạng là sứt mẻ có một xíu chỗ này. Nó chạm cán thôi, không vấn đề gì. Đó, còn rất là đẹp. Đấy, còn ngoài ra là không có vấn đề gì nhá. Đấy, nó như thế này tí thôi nhưng mà không ảnh hưởng gì đến chip. Đó, con này mà về anh em mà mua chip này, chip rất nhiều nhá. Con này 600k cho anh em, mã số 11. Mời anh em. 600k. Tiếp theo là cái mã số 12, 450k cho 38 con chip T11 Sumitomo giống cái màu mạ cũ này nhưng mà dư mới luôn. Nhá, cho anh em 450k. Em lời được khoảng 100k gì đó, không đến 100k. Lấy bán kèm, anh em nào lấy thì lấy, không lấy thì em bỏ vào kho. À, bán là kèm với cái cán nhé. Số lượng chip này rất hiếm, một con chip này nó cực là bén luôn. Đây, anh em xem nó đẹp, nó như mới luôn này. Đó, con này T11 nhé. Con này có hai con T09, 38 con, tất cả 36 là T11, hai con T09. Rồi, qua mã số 12 450k, qua mã số 13 600k là một cái cán tung galoi đã bị cắt đi. Còn khoảng được gần 200mm, 180mm nhá, 2 me. Phi này thì là phi
đâu là phi 20 mấy đây, 25, 25 đi nhá, 26 đi, con này 26 đi chứ không phải 25 đâu. Con này em thấy nó cao đi, 26 đi này. Nhân các cái này cái kia họ chạy bậc chạy rước thì ok. Rồi, mã số 13 600k cho anh em. Hàng thì các cái số ở đây chưa bao gồm phí ship phí vận chuyển nhá. Rồi. Tiếp theo là một cái cán XK có cả đủ đồ đồ tay nắm siết này. Xịn sò mua được cái cán này giờ mấy trăm nghìn. Đó. Tiện cung mặt đầu của hãng XK Israel 12 C08 125 29 giá mã số 14 này 850k, cây này mấy triệu bạc nhé. Đó, để cho anh em mới keng. Rồi, 850k. Tiếp theo là mã số 15 cây thước thủy 150. 150 vuông 0,02 mm. Paro. Đấy. Hàng chính xác như là mới, đẹp luôn. Hàng này em vừa bôi cái dầu nó còn đẹp lắm nhá. À, vảy cá này. À, nó còn sóng này. Em bỏ cái hộp ra là nó xấu quá. Hộp nó xấu, nói chung là giá 1,7 triệu nhá cho anh em. Em chỉ kiếm nhỏ nhẹ thôi. Tiếp theo là cái cán dài nhẫn khoan hợp kim mới nhé, mới keng sở beng luôn, hai cây nhá, 9 ly đi, 9 ly hay 8.5 gì, nhẫn nỗ bậc của D10 nhân D10.1 nhân 3 phẩy nhân 35 nhân 12 nhân 162 ly đó, 10.1 nhẫn nỗ rộng ra một tí, hợp kim nguyên cây, hai cây 500, anh em có thể về cắt đi tận dụng làm cái ép lưỡi cưa gỗ nhé, ok cho anh em. Hàng trong kho vẫn còn mấy cây đó, 500 mã 16 hai cây. Rồi sang mã thứ 17 gồm cán XK Israel bông sao, cán năm cánh này biểu tượng bông sao XK đây nhá, có cái hình XK đây anh em nhìn thấy XK đấy, chữ XK nhìn qua cái điện thoại nó hơi tối, lúc này em đang quay là nó cũng đang rất tối rồi đó, chữ XK nó ngay đoạn này, chữ XK đây đó, chữ XK này đó, chữ XK này đó, XK đó. Đó, em quay là nó hơi tối này anh em thông cảm nhá. Rồi mã số 17 này 500k cho anh em. Em đi lựa hai được, hôm qua được hai cây này. Giá không hề rẻ. Đó, cây này bình thường phải bán 600k, để anh em 500k thôi. Cây này mấy triệu bạc nhé. Rồi cây gen Toshiba Tunga Loi mới như mới tinh luôn, chưa sử dụng. Đó nha, con này thì chưa có kẹp có siết gì hết. 550k gen M16 siêu đẹp cho anh em nhé. Đó, siêu nước siêu đẹp siêu mới luôn, chưa tì vết, cán zin này mà xài anh em mua không tội gì mà không xài con này nhá. Rồi tiếp theo là may mã cái con này gen thì 550k mã số 18. Rồi sang cái mã số 19 cho anh em. Mã số 19 là một con T16 cán 25 25, con này 25 25 25 25 luôn nhá, T16 25 25 của Kyocera, giá là 500k cho anh em. T16 nguyên phá mặt vớt đầu các thứ đều được nhá. Rồi tiếp theo, tiếp theo là cái cán Sandvik, con này nhìn thấy rồi anh em nhìn thấy nó cắt nó cũng hơi bị ấy này, chạm đầu chạm lưỡi chạm hông, con này mã 20 350k bao ship cho anh em. Đó, con này thì có chip nhá. Rồi tiếp theo mã số 21 350k cán khí nhám bước thì rất là lớn, 1.5 mm, con này thì anh em về CNC anh em tăng chỉnh cái bậc lên, hoặc là anh em làm chế lại cái cán bậc này cho nó phù hợp tập máy thì giá 350k mã 21. Tiếp theo là mã số 22 hàng Nhật bãi nhá,
Con này thì cũng 1.5 luôn, hàng rất là đẹp, siêu lướt luôn cho anh em. Đã bị phay chỗ này đi. Không, người ta phay để người ta ấy. Con này là sản xuất tại Mỹ nhá, Chicago, USA. Ui, con này gớm à, đẳng cấp USA. Bình thường con này giờ mùng mua mới 10 triệu cây này. Rồi tiếp theo là ba cây rúa. Rúa này 10 ni 8 ni. Giá 100k 3 cây. 7 8 10. Hiện tại lại nhìn đại đại 10 12 ni gì đấy, 10 ni. Đó. 100k cho ba cây này, hai cây to và một cây nhỏ. Đó, em cứ bán đại đại đi. 30 mấy nghìn, 30 nghìn một cây thôi, hơn 30 nghìn tí. Rúa Nhật nhá, Nhật bãi có cây thì nó cũng ố, có cây đấy về em không dám bỏ nhất gì hết trơn vẫn đẻ này. Đó, có gì anh em về rúa vuông bốn mặt nhá. Rồi 100k mã 23, 100k mã 24, tiếp theo là mã 25, 26 là đều là cây rúa tinh bán 25. Trời ơi, nó mịn màng và nó đẹp, nhìn nó nuốt, trời ơi sờ nó này anh em nhìn này. Trời ơi nó rúa cái các cái con hàng Nhật thì thôi đúng là nó tuyệt vời, thép cứng thép các loại nhé, hàng Nhật về nhé. 200 à, mã 2526 80.000 một cây, có hai cây thôi, anh em cần thì nhanh tay, không là không có rúa đẹp mà xài đâu. Ok, tiếp theo là mã 27, một cái đài 113T3 cán 22 đẹp như kiều luôn, được hai cây ngày hôm qua mới ôm về nhá. Hôm qua em lấy là 4 triệu mấy rồi. Đây, em sẽ để cho anh em 1 triệu 250 nghìn, em lời hơn 100 nghìn. Nhá. Đó, 27 1 triệu 250, 28 1 triệu 250. 13T3 con này phay thì các công ty Nhật và các công ty Việt Nam không hề bỏ được con này vì nó rất là tuyệt vời. Lắp 3-4 loại chip nhôm gang thép inox cho anh em thì ok. C32 trực tiếp, máy nhẹ nhàng, BT40 thì ok lắm. Rồi tiếp theo là cái đài 63, mã 29, 1,2 triệu. Ok cho anh em nhá. Mời anh em Mitsubishi này, biểu tượng của Nhật này. Con này không dưới 10 triệu một cây này, nếu ở trong hộp nhá, mới giá chỉ 1,2 triệu thôi. Rồi ok, mã số 29 1,2 triệu. Mã số 30 cho anh em 1,6 triệu, đài 100, cốt thì 42 nhé, 42 con này. Đó, Mitsubishi luôn, đài và cán. Đó, anh em mua được cái cán này mấy trăm nghìn rồi. Đó, chưa kể là ấy, bình thường mua một cái đài có thể năm lúc em mua được cái đài không là đến 1,6 triệu rồi nhé. Mà giờ em bán cả đài lật cốt 1,6 triệu cho anh em. Rồi mã 30 1,6 triệu, anh em nào nhanh tay thì ủng hộ giúp em nhé, cảm ơn anh em. Tiếp theo là cái mã số 31, một cái ụ cho cái máy phay đa năng, à cái máy mài vạn năng của dòng Nhật mà anh em săn đón nó rất nhiều và nó đang bị thiếu, em mua về cho cái máy này luôn. Nhưng mà hiện đây em quay, anh em là ưng em gá luôn không sao, thiếu hôm sau mua mới hoặc là ấy cũng được. Đây, đầu chia độ 360 và xoay được độ luôn cho anh em các kiểu nhá. Đó, nhưng mà con này là hơi dở một chút, nhưng mà thôi kệ đi, có cái độ xoay là ok rồi, đánh thăng bằng cho anh em nhá. MT4, con này MT4 nhá, đút cái cây MT4 thì hôm qua có cái nít và em đã đút thử rồi, anh em cắm rồi anh em xài thôi. Đây, MT4 còn như mới này. Đó, côn nhá, MT4 nhá, lắp bầu khoan hoặc các cái bầu ra dao hoặc cái ấy thì ấy. Con này 2,5 triệu, mời anh em nhá ủng hộ. Rồi tiếp theo là cái mã 32 gồm hai quả lăn nhãn mới keng của Nhật bãi nhá, giá 250k. đó, con này thì về nó như mới tinh rồi, chưa khui luôn này. Đó, rồi anh em nào cần thì liên hệ giúp em qua số điện thoại 0989821101. Còn rất là nhiều các sản phẩm mà em chưa có thời gian nên thì hy vọng là sẽ quay thật nhiều clip để gửi cho anh chị
và các bạn nhé, để có thể mua được những cái hàng sản phẩm bên cơ khí chuyên tuôn chuyên hàng bãi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết xin liên hệ mua hàng 0989 821011 và 0394 822379. Cái số điện thoại 011 thì nó đầy Zalo, thì anh em chat sang cái Zalo giúp em. Anh em có thể nhắn tin và gọi điện. Nếu nhắn vào YouTube này thì có khả năng là em không có thời gian đọc tin nhắn và không trả lời kịp để anh em mua được nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong anh em ủng hộ và nhớ đăng ký. Anh em đăng ký kênh thì subscribe, thì ấn vào chữ đỏ đăng ký thì nó sẽ có video mới em up lên, thì anh em sẽ nhận được video. Rồi, xin chào.